Quan niệm từ xa xưa của người Việt về dịp lễ Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch thường mua sắm đồ lễ, cúng bái, chuẩn bị rất nhiều và kỹ càng. Thế nhưng nhịp sống hiện đại đã giúp cho những quan niệm này dần thay đổi bằng những thói quen tiết kiệm văn minh, hạn chế đồ vàng mã cầu kỳ và quan trọng là tấm lòng thành kính dành cho cha mẹ, gia đình và tổ tiên. Thị trường hàng hóa và dịch vụ dịp lễ Vu Lan năm nay tại Hưng Yên cũng đa dạng và nắm bắt nhu cầu xu hướng của mọi người. 6 giờ sáng ngày 14 tháng 7 âm lịch, chị Hương ở xã Minh Tân, huyện Phù Cử đã kịp chuẩn bị đồ, chế biến và hoàn thành 5 mâm cỗ chay thắp hương ngày rằm cho mọi người đặt trước. Nắm bắt được xu hướng sử dụng thực phẩm chay thắp hương rằm tháng 7 với nguyên nhân vừa vì sức khỏe vừa vì quan niệm tâm linh, chị nhận làm dịch vụ mâm cỗ chay trọn gói. Giá cả hợp lý, mâm cỗ cũng đầy đủ các nhóm món ăn như nem, chả, rau, món xào, nên nhiều gia đình lựa chọn cúng rằm đơn giản như vậy thay vì mâm cao cỗ đầy nhiều món mặn. Đồ mâm chay này cũng có món mặn, cũng có món xào, món nấu và món rán và tinh bột nữa, cũng giống như là cũng mặn ấy. Mà có cái khác là làm từ các loại đậu và những cái đồ chay ấy, để dâng hương lên các cụ tổ tiên, chủ yếu là cái lòng thành, cái tâm của mình. Năm nay, sự thay đổi của nhiều người dân trong thói quen mua sắm vàng mã tại các cửa hàng thể hiện rõ rệt. Sức mua tăng, song mọi người hầu hết chỉ mua sắm đủ chút tiền vàng, thẻ hương, đồ lễ, chứ không còn cảnh đồ hàng mã nhiều, đồ sộ xếp đầy xe. Thay vào đó là thực hiện các nghi thức đơn giản. Quan trọng là hướng tấm lòng về gia đình, sum họp dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Đốt nhờ vàng mã giờ này rất phí, mà nó tức là nó không có khi còn gây ô nhiễm môi trường á, cũng là ở cái tâm mình thôi, duy trì phong tục một chút thôi. Lễ Vu Lan thì đối với mình thì chỉ là mâm cỗ đơn giản thôi cùng với chút tiền vàng, quan trọng thì là mình sắp xếp thời gian để đưa con cái để về thăm nội thăm ngoại để sum họp gia đình. Đồng thời thì cũng là như thế là cũng dạy cho con cái biết là phải sau này lớn lên dù ở đâu làm gì cũng luôn hướng về cội nguồn và tổ tiên của mình. Tại các chợ dân sinh, không khí mua sắm đã trở nên sôi động hơn từ khoảng một tuần nay. Các sản phẩm như hoa quả tươi, thực phẩm, làm đồ thắp hương bắt đầu đắt hàng hơn. Các tiểu thương chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa lớn, phục vụ nhu cầu của thị trường. Giá cả các mặt hàng có xu hướng ổn định, tăng nhẹ ở một số loại hoa thắp hương, quả bài mâm, ban thờ. Đi chợ sắm đồ thì là đa dạng, giá cả thì cũng bình dân như dễ mua dễ sắm, vàng mã thì là sắm vừa phải thôi chứ không dám sắm nhiều. Nói chung là bây giờ là người ta hạn chế rồi, nó không như ngày xưa nữa, mỗi năm mỗi khác. Cái ngày lễ Vu Lan này ấy thì ai cũng như ai thôi, cũng hướng về tổ tiên, thế cho nên là sạp lấy toàn hàng tốt nhất để phục vụ nhân dân, giá cả thì ổn định chứ không có cái gì mà tăng vọt cả. Sự thay đổi tích cực của người dân từ việc hạn chế đốt vàng mã, thực hiện nghi lễ thắp hương cúng bái tiết kiệm dịp lễ Vu Lan, không những vừa giúp mọi người thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng lành mạnh, văn minh mà còn giúp có được sự thanh thản, nhẹ nhõm trong tinh thần để hướng về nguồn cội chứ không cần thiết phải cầu kỳ, tốn kém đâu xa.